Hà Nội giờ đang mùa nồm đó. À. Tính ra đu idol cũng nhàn, chẳng phải học tiếng Hàn nào, cũng không cần đợi Việt sắp. Hàn Bin phát âm trời nồm, không ngọng miếng nào. Xin chào mọi người. Thật ra là ngày hôm nay định là ra ngoài để có thể livestream, nhưng mà trời lạnh quá. Trời ở ngoài thì trời nắng đấy, nhưng mà gió nó lạnh thế nào. Lại vào trong phòng để live với mọi người đấy. Hà Nội giờ đang mùa nồm đó. À, trời nồm cũng khá là khó chịu ha. Đừng để bị ốm nha. Ok, thế nên là mình không ra ngoài đó. Anh Hưng ơi, ăn nho. Đổi filter đi anh, ok. Anh mặc áo cộc thế có lạnh không ạ? Không lạnh, tại vì anh đang ở trong phòng. Trong phòng thì có máy sưởi, thế nên là sẽ không bị lạnh. Nhưng mà nếu ra ngoài thì sẽ bị lạnh, bởi vì ra ngoài gió. Đấy, idol Hàn Quốc nói tiếng Việt đấy các bạn. Kể ra thì đu idol cũng nhàn, cần chi học tiếng, cần chi đợi sắp, vẫn buồn dư lê cùng thần tượng mải thoái luôn. Chưa kể Hàn Bin còn chẳng ngọng miếng nào, nghe nó cuốn gì đâu.